Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập hành trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình bể trên ban phúc, đón cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh được Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh được Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Có duyên biết mệnh, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, thần tài trả ơn, gặp may liên tiếp, tiền về tới tấp, đổi giận đổi đời giàu có nhất dùng, đúng từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025. Kính thưa quý vị, cổ nhân có câu, nhân vô thập toàn, sự vô hoàn mỹ, cuộc sống là một hành trình đầy thăng trầm. Và trong đó có người mang trong mình sự khẳng khái, độ lượng, nhưng cũng không thiếu những kẻ quanh co tính toán. Đặc biệt, với những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, cuộc đời đã dành cho họ một số mệnh đầy hứa hẹn, mặc dù không phải ai trong số họ cũng xuất thân từ gia đình giàu có. Nhưng chính khí chất và sức mạnh nội tâm đã giúp họ vượt qua bao sóng gió để tự tạo dựng cuộc sống sung túc cho chính mình. Những năm qua, Kỷ Mùi đã phải đối mặt với muôn vàn thử thách, từ thất bát trong kinh doanh đến nợ nần chồng chất. Thế nhưng sự kiên trì, dưỡng tâm không lùi bước đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Thật bất ngờ, từ tháng 9 âm lịch này, các tinh sẽ soi chiếu, mang đến những cơ hội bất ngờ, biến đổi số mệnh theo chiều hướng tích cực. Họ sẽ vươn lên từ những tháng ngày khó khăn để trở thành đại gia, trả sạch nợ nần và sở hữu tài sản dư dả, khiến mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 9 âm lịch và các tháng tiếp theo cho tuổi Kỷ Mùi 1979. Hãy cùng khám phá những bí mật mà số phận đã sắp đặt cho bạn và cùng nhau nắm giữ những cơ hội vàng, tránh những vận hạn không mong muốn. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thông tin quý giá nào nhé. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979. Kỹ thuật hành thổ và hành thổ sẽ giúp cho người tuổi Mùi trở nên thực tế hơn, củng cố sự vững vàng trong tính cách. Chính vì thế người Kỷ Mùi thường là những người đáng tin cậy và biết nghe lời. Trong công việc cũng như trong cuộc sống, họ luôn biết cách lập kế hoạch từ trước và đề ra một kỷ luật nghiêm ngặt trong suốt quá trình thực hiện. Lạc quan, độc lập, thận trọng là những ưu điểm thường thấy ở những người sinh năm 1979. Tuy nhiên họ lại không có niềm tin vào bản thân mình. Chính vì thế họ thường cảm thấy hoang mang, lo sợ mỗi khi phải đối mặt với khó khăn. Cũng giống như các tuổi Mùi khác thì Kỷ Mùi yêu thích cuộc sống vật chất. Tuy nhiên họ có thể tự bản thân đáp ứng được nhu cầu sống của mình mà không quá phụ thuộc vào người khác. Với người tuổi này, gia đình luôn là tài sản quý giá nhất và họ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ vì những người mình yêu thương. Cuộc đời của nam Kỷ Mùi không mấy tốt đẹp, có nhiều trở ngại trên con đường công danh và sự nghiệp. Vận tài lộc cũng không mấy may mắn. Cuộc đời công danh sẽ được tốt đẹp nếu kiên trì theo đuổi tới cùng, vượt qua được mọi khó khăn thử thách, hậu vận sẽ được yên vui. Công danh của nam Kỷ Mùi không được ổn định cho lắm, lên xuống thất thường. Nếu muốn ổn định phải nhờ đến sự hỗ trợ và giúp đỡ của những người thân trong gia đình. Tiền vận, gia đạo có nhiều đau xót, buồn thương. Trung vận và hậu vận mới được êm ấm, hạnh phúc. Bước vào tuổi 38 trở đi thì sự nghiệp bắt đầu lên cao và bền vững nhất. Còn vận tiền tài của bạn chỉ đẹp và ổn định từ tuổi 45 trở đi. Kỷ Mùi sinh năm 1979, mệnh thiên thượng quả, lửa trên trời, khắc sa trung kim, con nhà xích đế, cô quạnh, xương con dê, tướng tinh con rái cá, cuộc đời được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Đoán xem số mạng tuổi Mùi, mạng quả là lửa chơi dơi trên trời. Thuận sanh sung sướng biết bao, xuân hạ sanh đặng như cua gãy càng. Thu đông cực khổ lỗi thay, dù giàu cũng khổ tảo tần lo âu. Tình duyên lỡ dở buổi đầu,
phải duyên chấp nối mới mong sắc cầm. Vợ chồng gặp gỡ xứ xa, khác làng khác xã mới là an thân. Số người thân cận người sang, trên thì yêu mến dưới hay thương tình. Tuổi trẻ khó đặng yên thân, trở về hậu giận phước lai thanh nhàn. Cuộc sống, cuộc đời không mấy hay đẹp cho lắm, có thể đoạt được nhiều kết quả mau chóng về đường công danh. Nhưng không theo đuổi công danh vì nhiều trở ngại cho cuộc sống của bạn, về tài lộc có nhiều khi tạo lấy cũng khó khăn. Tóm lại, cuộc đời có nhiều hay đẹp về công danh, nhưng lại không đường có trường hợp hay hoàn cảnh thuận tiện theo đuổi. Có thể vào hậu vận mới nắm chắc được sự nghiệp, tiền tài. Tình duyên, vấn đề tính duyên tuy không có nhiều sôi động trong cuộc đời, nhưng thực ra thì có một vài thắc mắc và đổ vỡ trong lúc đầu. Vậy muốn biết về vấn đề tình duyên ra sao, bạn hãy nhớ lại những tháng sinh để biết về vấn đề tình duyên. Đó là bạn sanh vào những tháng 2, 3 và 9 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn ít ra cũng thay đổi 2 lần về vấn đề tình duyên. Đó là bạn sanh vào những tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn được sống hạnh phúc trong cuộc đời, không có thay đổi việc vợ chồng, sống với nhau được chung thủy. Đó là bạn sanh vào những tháng 1, 5 và 12 âm lịch. Trên đây là theo khoa chiêm tinh, lấy sự biến chuyển của vũ trụ làm căn bản xét đoán con người. Bạn sanh vào những trường hợp trên thì chắc chắn bạn sẽ có sự thay đổi như trên. Gia đạo, công danh lên cao nhưng cũng mau xuống thấp. Vấn đề công danh như dòng nước thủy triều, lên xuống bất thường. Phần tuổi này phải nhờ đến tình thân tộc mới có thể phát triển công danh được. Gia đạo tiền vận mang nhiều đau xót, trung vận tạm yên, hậu vận mới được êm đềm hạnh phúc. Sự nghiệp bắt đầu bền vững và không có sự đổ vỡ, vào 38 tuổi trở đi nắm chắc và vững vàng sự nghiệp. Tiền tài được dễ chịu vào hậu vận và bắt đầu từ 45 tuổi trở đi thì ít khi có sự túng quẫn và thiếu thốn. Tuổi hợp cho làm ăn, trong vấn đề làm ăn phát triển sự nghiệp, tiền tài bạn cần nên lựa những tuổi hợp với mình, đừng lên hợp tác hay hùng hợp với những tuổi không hợp tuổi mình vì hay có sự thất bại. Vậy những tuổi hợp với tuổi làm ăn của bạn là những tuổi Canh Thân, Quý Hợi, Giáp Tý. Những tuổi này là những tuổi mà bạn có thể hợp tác làm ăn hay phát triển cơ nghiệp thì có nhiều thắng lợi cho bạn. Lựa chọn vợ chồng, hạnh phúc, hôn nhân, cuộc đời bạn có sáng tỏ hay không? Có được giàu sang hay nghèo hèn cũng do ở sự trùng hợp của hai tuổi vợ chồng. Trong sự chọn lựa cho hợp với tuổi tác của mình cũng là một điều khó. Nhưng nếu bạn chọn được những tuổi này thì cuộc đời bạn sẽ trở nên tốt đẹp và suốt đời hưởng được sự sung sướng, ít khi túng thiếu bao giờ. Đó là bạn con được các tuổi Canh Thân, Quý Hợi, Giáp Tý, Bính Dần, Mậu Ngọ và Đinh Tỵ. Bạn kết hôn với tuổi Canh Thân và Quý Hợi, cuộc sống trở nên giàu sang và đầy đủ hạnh phúc. Kết hôn với tuổi Giáp Tý và Bính Dần, cuộc sống phát triển mạnh mẽ công danh cũng như về sự nghiệp. Kết hôn với tuổi Mậu Ngọ và Đinh Tỵ, cuộc sống bạn có nhiều khía cạnh đặc biệt có thể phát triển mau lẹ về tiền tài cũng như về sự nghiệp công danh. Những tuổi trên về hào con được đầy đủ và sung túc. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này thì cuộc đời bạn chỉ sống được một cuộc sống trung bình mà thôi. Cuộc đời không phát triển được mạnh mẽ về nghề nghiệp, tài lộc cũng như về công danh. Đó là bạn kết hôn với các tuổi Nhâm Tuất, Giáp Dần, Nhâm Tý. Những tuổi kể trên, nếu bạn kết hôn thì bạn chỉ hưởng được một cuộc sống bình thường mà thôi. Nếu bạn kết hôn với những tuổi sau đây, bạn làm ăn sẽ rất khó khăn, sống một cuộc đời nghèo khổ và bần hàn nhất. Không bao giờ bạn có thể làm nên được sự nghiệp vĩ đại hay có thể tạo được sự nghiệp vừa ý. Đó là bạn kết duyên với những tuổi Kỷ Mùi, Ất Sửu, Đinh Sửu. Bạn kết duyên với những tuổi này thì cuộc sống trở nên nghèo khổ vô cùng. Có những năm tuổi bạn rất xung khắc, rất đại kỵ hiệp hôn. Vì những năm này mà bạn hợp hôn thì bị gãy gánh nửa đường, khó thành công trong việc hôn nhân và hạnh phúc. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 17, 23, 29, 35, 47 và 53 tuổi. Ở vào những năm mà bạn ở vào tuổi trên rất đại kỵ hiệp hôn, hãy nên cẩn thận. Bạn sanh vào những tháng này trong cuộc đời bạn có số lưu thê hay đa đoan về việc vợ con. Đó là bạn sanh vào những tháng 2, 3, 6, 8, 9 và 10 âm lịch. Sanh vào những tháng này là những tháng bạn có nhiều thê thiếp. Những tuổi đại kỵ trong việc làm ăn cũng như tất cả những công việc khác trong cuộc đời như hiệp hôn, công tác hay hiệp tác làm ăn nên tránh những tuổi này, vì những tuổi này rất khắc kỵ với tuổi Kỷ Mùi trên mọi phương diện của cuộc đời. Nếu gặp nhầm những tuổi này thì bạn sẽ phạm vào một cuộc sống hết sức trầm trọng như tuyệt mạng hay biệt ly xa vắng giữa cuộc đời. Đó là những tuổi Tân Dậu,
Đinh Mão, Mậu Thìn, Quý Dậu, Bính Thìn, Ất Dậu. Những tuổi này rất đại xung khắc, dạy bạn nên cẩn thận để tránh những thiệt hại của bạn trong cuộc đời. Sau đây là những tuổi mà nếu bạn hiệp hôn hay hợp tác làm ăn sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly giữa cuộc đời. Đó là những tuổi Nhâm Tý, Bính Thìn, Giáp Tý, Bính Ngọ, Giáp Thìn và Canh Tý. Vì những tuổi này rất khắc kỷ với tuổi bạn về mọi mặt. Những năm khó khăn nhất, có những năm mà bạn làm ăn rất khó khăn, khó tạo được một đời sống sung túc. Đó là những năm bạn ở vào số tuổi 29, 33, 38 và 43 tuổi. Những năm này là những năm khó khăn nhất cho tuổi bạn. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Kỷ Mùi Thuận ngày lẻ, tháng lẻ, giờ lẻ. Xuất hành vào những giờ kể trên sẽ đoạt được nhiều thắng lợi về tài lộc, tình cảm và tất cả mọi vấn đề khác. Năm 2024 đã mang đến nhiều thăng trầm cho tuổi Kỷ Mùi 1979. Có thể nói, đây là một năm không hề dễ dàng, với những khó khăn về công việc, tài chính và cả sức khỏe. Các quý vị đã phải đối mặt với nhiều áp lực, có những lúc cảm thấy như mọi thứ dường như đều chống lại mình. Có thể có những khúc mắc trong công việc, những dự án không đạt được như kỳ vọng, hay những khó khăn trong việc quản lý tài chính cá nhân. Hơn nữa, tình trạng sức khỏe cũng có thể bị ảnh hưởng bởi áp lực công việc và cuộc sống, khiến quý vị cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Tuy nhiên, chính trong những lúc khó khăn đó, bản tính kiên nhẫn và mềm mỏng của người tuổi Kỷ Mùi đã giúp quý vị vượt qua. Sự kiên nhẫn không chỉ giúp quý vị đối mặt với thử thách, mà còn là đòn bẩy giúp quý vị tiến lên phía trước. Hãy nhớ rằng, trong mọi thử thách, sự lạc quan và quyết tâm sẽ là những người bạn đồng hành đáng tin cậy. Điều này không chỉ giúp quý vị vượt qua khó khăn, mà còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Từ nay đến cuối năm, tuổi Kỷ Mùi sẽ thấy vận thế cải thiện đáng kể. Những nỗ lực của quý vị cuối cùng sẽ được đền đáp. Công việc sẽ thuận lợi hơn. Có thể quý vị sẽ nhận được những đề nghị hợp tác mới hoặc những cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Đây là thời điểm lý tưởng để quý vị thể hiện khả năng của mình và khẳng định giá trị bản thân trong công việc. Về phương diện tài chính, sau một thời gian dài chật vật, tài lộc bắt đầu ổn định. Những tháng cuối năm sẽ mang lại những cơ hội tài chính tốt hơn, và quý vị có thể thu hoạch những gì đã gieo trồng trong suốt thời gian qua. Có thể có những khoản thu nhập bất ngờ từ các nguồn đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng sự thận trọng trong quyết định tài chính là điều rất cần thiết. Đừng để những cơ hội tài chính hấp dẫn khiến quý vị vội vàng mà quên đi những bước đi vững chắc và cân nhắc. Về gia đạo, những tháng cuối năm cũng sẽ chứng kiến sự êm ấm và hòa thuận. Gia đình sẽ trở thành nguồn động viên lớn lao cho quý vị trong thời điểm này. Những mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra do áp lực công việc, nhưng với sự nhẫn nhịn và lòng yêu thương, các thành viên trong gia đình sẽ tìm ra cách giải quyết mọi vấn đề. Quý vị hãy dành thời gian để vun đắp các mối quan hệ gia đình, tổ chức những bữa tiệc nhỏ, hoặc chỉ đơn giản là có những buổi tối trò chuyện bên nhau. Những khoảnh khắc này sẽ giúp củng cố thêm tình cảm gia đình và tạo dựng kỷ niệm đẹp cho những tháng cuối năm. Ngoài ra, quý vị cũng nên chú trọng đến sức khỏe của mình trong giai đoạn này. Sau một năm đầy áp lực, cơ thể quý vị cần được chăm sóc hơn bao giờ hết. Hãy dành thời gian cho bản thân, ăn uống điều độ và tham gia các hoạt động thể chất để duy trì sức khỏe tốt. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp quý vị có đủ năng lượng để đối mặt với những thách thức và cơ hội phía trước. Tóm lại, những tháng cuối năm 2024 là thời gian lý tưởng để tuổi Kỷ Mùi thu hoạch những thành quả của mình. Hãy tận dụng những cơ hội này để chuẩn bị cho một năm mới đầy triển vọng. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đón những điều tốt lành và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Về phương diện sự nghiệp cuối năm 2024, những tháng cuối năm 2024 sẽ là thời điểm để tuổi Kỷ Mùi đón nhận nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Đây là thời điểm mà các dự án và kế hoạch cũ bắt đầu khởi sắc, mang lại cho quý vị những tín hiệu tích cực. Quý vị sẽ cảm nhận rõ rệt được sự thay đổi trong môi trường làm việc và trong cách mọi người nhìn nhận về khả năng của mình. Tháng 9 âm lịch sẽ là khởi đầu cho những chuyển biến này. Mặc dù có thể chưa có những đột phá lớn, nhưng những cơ hội nhỏ sẽ bắt đầu xuất hiện. Quý vị có thể nhận được lời mời tham gia vào các dự án mới, hoặc có cơ hội hợp tác với những người có tầm nhìn và kinh nghiệm. Đây là thời điểm lý tưởng để quý vị thể hiện khả năng của mình, đồng thời mở rộng mối quan hệ trong công việc. Tháng 10 âm lịch sẽ mang lại nhiều cơ hội tài lộc cho tuổi Kỷ Mùi. Đặc biệt, những ai đang tham gia vào lĩnh vực đầu tư sẽ thấy những khoản lợi nhuận lớn từ các dự án trước đó.
Đây chính là thời điểm vàng để quý vị đầu tư vào các dự án tiềm năng hoặc mở rộng quy mô kinh doanh. Quý vị có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác. Điều này sẽ giúp tăng cường sự tự tin trong quyết định của mình. Tuy nhiên, cần nhớ rằng sự thận trọng vẫn là chìa khóa. Hãy dành thời gian để phân tích các cơ hội. Đừng để những cơ hội hấp dẫn khiến quý vị bị quấn đi mà quên đi các rủi ro tiềm tàng. Tháng 11 âm lịch sẽ là thời điểm mà mọi việc diễn ra thuận lợi và suôn sẻ hơn bao giờ hết. Quý nhân phù trợ sẽ đến bên cạnh quý vị, mang lại sự thuận lợi trong công việc và tài chính. Đây cũng là thời gian lý tưởng để thực hiện các dự định dài hạn. Quý vị có thể nhận được nhiều lời mời hợp tác hoặc thậm chí là những đề nghị thăng tiến từ cấp trên. Hãy tự tin vào khả năng của bản thân và đừng ngần ngại thể hiện ý tưởng của mình. Tháng 12 âm lịch, khi năm cũ sắp khép lại, sẽ mang đến cho tuổi Kỷ Mùi một không khí vui tươi và an lành. Đây là thời điểm để quý vị tổ chức các buổi tiệc cuối năm, gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp để củng cố mối quan hệ. Sự kết nối với những người xung quanh sẽ mang lại nhiều niềm vui và giúp tạo dựng hình ảnh tốt đẹp cho bản thân trong mắt người khác. Đồng thời, đây cũng là thời điểm để quý vị nhìn lại những gì đã làm được trong suốt một năm qua, cảm nhận được sự phát triển và những thành quả mình đã đạt được. Về phương diện tài lộc, tài vận của tuổi Kỷ Mùi trong những tháng cuối năm sẽ khá tốt, đặc biệt trong các khoản thu từ công việc chính và đầu tư. Các nguồn thu nhập từ những nỗ lực trong quá khứ sẽ bắt đầu đổ về. Tuy nhiên, quý vị cần thận trọng khi đưa ra quyết định lớn về tài chính. Nếu có ý định đầu tư vào một lĩnh vực mới, hãy chắc chắn rằng bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng và cân nhắc kỹ càng. Sự cẩn trọng sẽ giúp quý vị tránh được những rủi ro không đáng có và bảo vệ tài chính của mình. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của quý vị cũng cần được quan tâm, đặc biệt trong thời điểm này, đặc biệt là về hệ hô hấp và xương khớp. Áp lực công việc có thể khiến quý vị dễ bị căng thẳng và đôi khi có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Hãy duy trì lối sống lành mạnh bằng cách ăn uống điều độ và tập thể dục thường xuyên. Điều này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn giúp tinh thần quý vị luôn tỉnh táo và sẵn sàng cho mọi thử thách. Một chế độ ăn uống hợp lý cùng với việc tập thể dục sẽ giúp quý vị có đủ sức khỏe để đối mặt với những cơ hội và thách thức trong công việc. Cuối cùng, về phương diện tình cảm gia đạo, gia đình của tuổi Kỷ Mùi sẽ hòa thuận và êm ấm. Mặc dù có thể có một số mâu thuẫn nhỏ do áp lực công việc hoặc cuộc sống, nhưng với sự nhẫn nhịn và yêu thương của các thành viên trong gia đình, mọi vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết. Hãy dành thời gian để chăm sóc cho các mối quan hệ gia đình, bởi đây chính là nguồn động viên lớn lao giúp quý vị vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Những bữa ăn chung, những buổi tối sum vầy hay những chuyến đi chơi ngắn sẽ giúp tăng cường tình cảm và tạo dựng kỷ niệm đẹp cho cả gia đình. Như vậy, tổng kết lại, những tháng cuối năm 2024 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cơ hội và sự phát triển cho tuổi Kỷ Mùi. Hãy tận dụng tốt thời điểm này để thực hiện những kế hoạch và ước mơ của mình. Với một tâm hồn tràn đầy yêu thương và sự quyết tâm, quý vị chắc chắn sẽ vượt qua mọi thử thách và đạt được thành công. Những tháng cuối năm 2024 sẽ là thời gian quan trọng đối với tuổi Kỷ Mùi, nơi mà quý vị có thể tận dụng những cơ hội và đối mặt với thách thức. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về từng tháng trong khoảng thời gian này. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi. Khi tháng 10 gõ cửa, cuộc sống của những người tuổi Kỷ Mùi 1979 sẽ như được khoác lên một tấm áo mới rực rỡ. Tài lộc bắt đầu chạy về, mang theo những tín hiệu đầy hứa hẹn cho những ai đã kiên trì chờ đợi. Tháng này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội vàng, đặc biệt cho những ai đang đầu tư vào các lĩnh vực hấp dẫn như bất động sản, chứng khoán hay các dự án khởi nghiệp. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để quý vị dấn thân vào những kế hoạch mở rộng kinh doanh hoặc đầu tư vào những dự án tiềm năng mà mình đã ấp ủ. Những khoản lợi nhuận lớn từ những dự án đầu tư sẽ bắt đầu chảy vào túi của quý vị, tạo nên một nguồn tài chính vững chắc, mang lại niềm vui và sự hài lòng. Cảm giác hạnh phúc sẽ đến từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của quý vị trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, giữa những cơn sóng tài lộc dồn dập, điều quan trọng là quý vị phải giữ được sự bình tĩnh và cái nhìn thận trọng. Đừng để sự hưng phấn dẫn lối cho những quyết định đầu tư vội vàng. Một bước đi sai lầm có thể làm lỡ mất những thành quả quý giá mà quý vị đã vất vả đạt được. Hãy dành thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng, tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm và cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Ngoài việc chú trọng đến tài chính,
Tháng 10 cũng là thời điểm vàng để quý vị nâng cao kỹ năng và kiến thức của bản thân. Hãy coi đây là cơ hội để mở rộng chân trời tri thức của mình. Tham gia vào các khóa học workshop hay những buổi hội thảo sẽ giúp quý vị cải thiện kỹ năng chuyên môn, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong công việc. Những kiến thức mới mẻ và ý tưởng sáng tạo sẽ không chỉ giúp quý vị phát triển bản thân, mà còn là chìa khóa mở ra những cánh cửa cơ hội mới trong sự nghiệp. Hãy nhớ rằng, việc học hỏi không bao giờ là đủ. Hãy mở rộng tầm nhìn và không ngừng trau dồi bản thân, vì đó chính là con đường dẫn đến thành công bền vững. Tháng 10 sẽ là một tháng tràn đầy hứa hẹn, nơi mà sự kiên nhẫn và nỗ lực của quý vị sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước. Tử vi tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Khi bước vào tháng 11 âm lịch, một luồng sinh khí mới sẽ tràn ngập cuộc sống của tuổi Kỷ Mùi. Đây chính là thời điểm mà quý nhân xuất hiện như những ánh sáng dẫn đường, giúp quý vị vượt qua mọi trở ngại. Những cố gắng, nỗ lực mà quý vị đã dồn tâm sức trong những tháng qua giờ đây sẽ được đền đáp xứng đáng. Mọi thứ sẽ diễn ra một cách suôn sẻ hơn, mang đến cho quý vị cảm giác an tâm và niềm vui tràn ngập. Trong tháng này, quý vị có khả năng nhận được sự hỗ trợ quý báu từ những người có tầm ảnh hưởng, từ cấp trên đến đồng nghiệp. Những người có thể trở thành đồng minh trong hành trình chinh phục mục tiêu nghề nghiệp. Hãy mở lòng đón nhận và tận dụng mọi cơ hội có thể xuất hiện. Đó cũng là thời điểm lý tưởng để hiện thực hóa những dự định lâu dài mà quý vị đã ấp ủ. Những dự án lớn mà quý vị nuôi dưỡng trong tâm trí giờ đây có thể được triển khai và nhận được sự đồng thuận từ những người xung quanh. Đừng ngần ngại chia sẻ ý tưởng và kế hoạch của mình, bởi sự ủng hộ từ mọi người sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ cho hành trình phía trước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công trong công việc, hãy nhớ chăm sóc cho sức khỏe của bản thân. Tháng này, quý vị sẽ cảm thấy tràn đầy sức sống và năng lượng. Nhưng đừng để sự hưng phấn này khiến quý vị quên đi tầm quan trọng của một lối sống cân bằng. Dành thời gian cho các hoạt động thể chất như yoga, đi bộ hoặc tham gia các môn thể thao mà quý vị yêu thích sẽ không chỉ giúp quý vị giữ gìn sức khỏe mà còn mang lại cảm giác thoải mái, tự tin và dễ chịu trong tâm hồn. Cuối tháng 11, hãy tổ chức một buổi tiệc nhỏ hoặc một buổi gặp gỡ thân mật với bạn bè và đồng nghiệp để ăn mừng những thành công đạt được. Những khoảnh khắc vui vẻ bên những người thân yêu không chỉ giúp quý vị thư giãn, mà còn tạo thêm động lực để tiếp tục phấn đấu trong công việc. Hãy tận hưởng những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống và biến chúng thành những kỷ niệm đáng nhớ. Như vậy, tháng 11 không chỉ là tháng của thành công, mà còn là thời điểm để quý vị vun đắp thêm những mối quan hệ tốt đẹp, giúp hành trình nghề nghiệp của mình trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng Đinh Sửu. Tháng cuối cùng của năm âm lịch sẽ mang đến cho tuổi Kỷ Mùi niềm vui và tài lộc. Đây là thời điểm để quý vị nhìn lại những gì đã đạt được trong năm qua. Gia đình sẽ quây quần bên nhau, hòa thuận và chuẩn bị đón một cái Tết đầm ấm và viên mãn. Những thành quả mà quý vị đã đạt được sẽ trở thành động lực để bước sang năm mới với tinh thần lạc quan và hy vọng. Quý vị có thể tổ chức các hoạt động mừng năm mới, tạo cơ hội cho các thành viên trong gia đình và bạn bè cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp. Bên cạnh niềm vui và tài lộc, quý vị cũng nên dành thời gian để suy ngẫm về những điều đã trải qua. Hãy ghi lại những bài học từ những thách thức đã vượt qua trong năm qua, từ đó hình thành kế hoạch cho năm tới. Điều này sẽ giúp quý vị có một cái nhìn rõ ràng hơn về những gì cần phải cải thiện và những mục tiêu cần đạt được trong tương lai. Về phương diện sức khỏe, hãy chú ý đến chế độ ăn uống trong dịp lễ hội. Những bữa tiệc có thể làm cho quý vị dễ bị tăng cân, vì vậy hãy duy trì sự cân bằng giữa việc thưởng thức món ăn ngon và chăm sóc cho sức khỏe bản thân. Đồng thời, đừng quên giữ gìn tinh thần lạc quan và tích cực trong suốt mùa lễ hội. Tóm lại, những tháng cuối năm 2024 sẽ mang đến cho tuổi Kỷ Mùi nhiều cơ hội để phát triển và thịnh vượng. Hãy tận dụng mọi cơ hội, duy trì sự kiên nhẫn và yêu thương trong cuộc sống. Quý vị chắc chắn sẽ gặt hái được những thành công và niềm vui trong cuộc sống. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Khi năm 2024 kết thúc, tuổi Kỷ Mùi có thể gặp phải một số vận hạn và thách thức. Tuy nhiên, quý vị hoàn toàn có thể hóa giải những điều không may mắn này thông qua một số biện pháp phong thủy và thực hành tâm linh. Hãy cùng khám phá những cách hiệu quả để bảo vệ bản thân và gia đình, giúp mọi người trải qua thời điểm cuối năm một cách suôn sẻ và hạnh phúc. 1. Giữ gìn phong thủy nhà cửa.
Phong thủy có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra không gian sống tích cực để hóa giải vận hạn. Quý vị nên chú trọng đến việc giữ gìn phong thủy của ngôi nhà mình. Hãy đảm bảo nhà cửa luôn sạch sẽ, thoáng mát và sắp xếp đồ đạc một cách hợp lý, dọn dẹp và sắp xếp lại không gian sống. Vào những ngày cuối năm hãy dành thời gian để dọn dẹp, loại bỏ những đồ vật không cần thiết, tạo không gian thông thoáng hơn. Theo quan niệm phong thủy, việc dọn dẹp không chỉ giúp nhà cửa sạch sẽ mà còn mở đường cho tài lộc và may mắn đến với quý vị. Sắp xếp lại nội thất, hãy chú ý đến vị trí của các món đồ nội thất trong nhà, đặt bàn ghế và giường ngủ theo hướng hợp phong thủy, sẽ giúp dòng năng lượng trong nhà lưu thông tốt hơn, đồng thời mang lại sự bình an và tài lộc cho gia đình. Bài trí cây xanh, cây cối không chỉ làm đẹp cho không gian mà còn mang lại sinh khí. Hãy trồng hoặc bài trí những cây phong thủy phù hợp với tuổi Kỷ Mùi, như cây kim tiền, cây phú quý hay cây lộc rừng. Những loại cây này không chỉ mang lại sức khỏe mà còn giúp thu hút tài lộc. 2. Cúng bái tổ tiên đúng cách. Trong văn hóa Việt Nam, việc cúng bái tổ tiên là một trong những cách để thể hiện lòng biết ơn và cầu mong sự che chở từ ông bà tổ tiên. Đây cũng là một phương pháp giúp hóa giải vận hạn cuối năm. Chọn ngày cúng thích hợp, hãy xem xét ngày cúng sao cho phù hợp với tuổi và mệnh của quý vị. Những ngày tốt thường mang lại nhiều may mắn và tài lộc hơn. Chuẩn bị lễ vật trang trọng, một mâm cỗ cúng đầy đủ với hoa quả, bánh kẹo và những món ăn ngon sẽ thể hiện lòng thành kính của quý vị. Những lễ vật này không chỉ dành để cúng tổ tiên mà còn mang ý nghĩa cầu chúc cho gia đình sức khỏe, bình an. Tâm thái thành tâm khi cúng bái, hãy giữ tâm thanh tịnh, thành tâm cầu nguyện. Những lời cầu nguyện chân thành sẽ giúp quý vị nhận được sự gia hộ từ tổ tiên và thu hút may mắn. 3. Tích đức và làm việc thiện. Một trong những cách hóa giải vận hạn hiệu quả nhất chính là tích đức và làm việc thiện. Những hành động tốt đẹp không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho bản thân. Tham gia các hoạt động từ thiện, hãy tham gia vào các hoạt động thiện nguyện như giúp đỡ người nghèo, ủng hộ các quỹ từ thiện hoặc đơn giản là giúp đỡ hàng xóm và bạn bè. Những việc làm nhỏ bé nhưng có ý nghĩa này sẽ giúp quý vị tích lũy phúc đức, từ đó thu hút những điều tốt đẹp vào cuộc sống, giúp đỡ người khác không chỉ tham gia các hoạt động từ thiện. Quý vị cũng có thể giúp đỡ những người xung quanh trong công việc, học tập hoặc cuộc sống hàng ngày. Điều này không chỉ tạo ra sự gắn kết trong cộng đồng mà còn giúp quý vị nhận lại những điều tốt đẹp. Thực hành lòng biết ơn, hãy dành thời gian để ghi nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống và thể hiện lòng biết ơn đến những người đã giúp đỡ mình. Việc này không chỉ làm cho quý vị cảm thấy hạnh phúc hơn mà còn tạo ra nguồn năng lượng tích cực xung quanh. 4. Giữ tâm thái lạc quan. Cuối cùng, để hóa giải vận hạn, quý vị cũng nên chú ý đến tâm trạng và thái độ của bản thân. Một tâm thái lạc quan sẽ giúp quý vị vượt qua mọi khó khăn và thách thức. Thực hành thiền và yoga, những bài tập này sẽ giúp quý vị giải tỏa căng thẳng và giữ cho tâm hồn bình yên. Thực hành thiền có thể giúp quý vị tìm được sự tĩnh lặng và sự rõ ràng trong tư tưởng, từ đó nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực hơn. Chia sẻ và giao tiếp, hãy dành thời gian để trò chuyện với bạn bè và gia đình. Sự chia sẻ giúp quý vị giải tỏa áp lực và tìm kiếm những giải pháp cho những vấn đề mà mình đang gặp phải. Những cuộc trò chuyện tích cực cũng có thể tạo ra những nguồn động lực mạnh mẽ. Lên kế hoạch cho tương lai, thay vì chỉ lo lắng về những khó khăn hiện tại, hãy lên kế hoạch cho tương lai. Hãy xác định mục tiêu rõ ràng và tìm kiếm các bước cụ thể để đạt được những mục tiêu đó. Một kế hoạch rõ ràng sẽ giúp quý vị có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống. Tóm lại, việc hóa giải vận hạn cuối năm 2024 cho tuổi Kỷ Mùi không chỉ nằm ở những phương pháp cụ thể mà còn ở tâm thái của bản thân bằng cách giữ gìn phong thủy, thực hiện những hành động tích cực và luôn duy trì tâm trạng lạc quan. Quý vị có thể đón nhận những điều tốt đẹp và may mắn trong tương lai. Hãy chuẩn bị cho một năm mới với nhiều hứa hẹn và thành công. Thưa quý vị, Phật dạy rằng lòng yêu thương là nguồn cội của hạnh phúc. Đối với tuổi Kỷ Mùi, lòng yêu thương chính là yếu tố quan trọng giúp quý vị vượt qua mọi khó khăn và đạt được sự bình an trong cuộc sống. Hãy cùng khám phá những bài học quý giá từ Phật về lòng yêu thương, từ đó áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để mang lại hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh. 1. Lòng yêu thương đối với chính mình. Trước hết, để có thể yêu thương người khác, chúng ta cần biết yêu thương chính bản thân mình. Phật dạy rằng việc chăm sóc bản thân không phải là sự ích kỷ,
mà là một cách thể hiện lòng tự trọng. Khi quý vị biết yêu thương bản thân, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được giá trị của cuộc sống và khả năng của chính mình. Tha thứ cho chính mình. Trong cuộc sống ai cũng mắc phải sai lầm. Việc tự trách móc bản thân chỉ làm gia tăng nỗi đau và bất an. Hãy học cách tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Đây không chỉ là một hành động mang tính tự tha thứ, mà còn là một cách để giải phóng tâm hồn, tạo ra không gian cho sự phát triển và đổi mới. Chăm sóc sức khỏe. Lòng yêu thương đối với bản thân cũng thể hiện qua việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Quý vị nên dành thời gian để nghỉ ngơi, tập thể dục, ăn uống lành mạnh và thực hành các hoạt động thư giãn. Khi cơ thể khỏe mạnh, tâm trí sẽ trở nên minh mẫn và hạnh phúc hơn. 2. Lòng yêu thương đối với gia đình. Gia đình là nơi mà tình yêu thương được thể hiện rõ nét nhất. Phật dạy rằng tình yêu thương trong gia đình là nền tảng cho sự bình yên và hạnh phúc. Tôn trọng và chăm sóc lẫn nhau. Trong gia đình, mỗi thành viên cần tôn trọng và chăm sóc lẫn nhau. Hãy dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của nhau. Những khoảnh khắc bên nhau sẽ giúp gia đình thêm gắn kết và hiểu nhau hơn. Giải quyết mâu thuẫn bằng tình yêu thương. Không thể tránh khỏi những lúc xảy ra mâu thuẫn trong gia đình. Khi điều này xảy ra, hãy giữ bình tĩnh và tìm cách giải quyết bằng lòng từ bi và khoan dung. Thay vì chỉ trích hay phê phán, hãy đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận và thấu hiểu. 3. Lòng yêu thương đối với bạn bè và cộng đồng. Lòng yêu thương không chỉ giới hạn trong gia đình, mà còn mở rộng ra bạn bè và cộng đồng. Phật dạy rằng, việc giúp đỡ người khác là một hành động cao quý và đầy ý nghĩa. Giúp đỡ và hỗ trợ bạn bè. Hãy luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi họ cần, dù là những điều nhỏ bé như một lời động viên, một bữa ăn cùng nhau, hay những hỗ trợ tinh thần. Những hành động này sẽ góp phần xây dựng một tình bạn bền chặt. Tham gia các hoạt động cộng đồng. Quý vị cũng có thể thể hiện lòng yêu thương bằng cách tham gia vào các hoạt động tình nguyện hoặc hỗ trợ những người gặp khó khăn trong cộng đồng. Những hành động này không chỉ mang lại niềm vui cho người khác, mà còn giúp quý vị cảm nhận được giá trị của sự chia sẻ và lòng nhân ái. 4. Lòng từ bi và sự tha thứ. Phật dạy rằng, lòng từ bi và sự tha thứ là những yếu tố then chốt trong việc thể hiện tình yêu thương. Lòng từ bi, đây là khả năng cảm nhận nỗi đau của người khác và mong muốn giúp đỡ họ thoát khỏi những khổ đau đó. Khi quý vị thực hành lòng từ bi, quý vị sẽ trở thành nguồn động lực cho người khác, khuyến khích họ vượt qua khó khăn. Lòng từ bi không chỉ giúp người khác, mà còn mang lại sự an lạc cho chính mình. Sự tha thứ. Tha thứ không chỉ là việc bỏ qua những lỗi lầm của người khác, mà còn là một cách để giải phóng tâm hồn khỏi những cảm xúc tiêu cực. Khi quý vị tha cho người khác, quý vị cũng đang tha thứ cho chính mình, giúp lòng mình nhẹ nhàng hơn. Hãy nhớ rằng, không ai hoàn hảo và mỗi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai. 5. Tạo ra môi trường yêu thương để thực sự sống với lòng yêu thương. Quý vị cần tạo ra một môi trường tích cực xung quanh mình, xây dựng môi trường tích cực. Hãy tạo ra không gian sống và làm việc tích cực bằng cách thường xuyên thể hiện lòng yêu thương và sự quan tâm đến những người xung quanh. Những lời động viên, những cử chỉ nhỏ bé như nụ cười hay cái ôm có thể tạo ra sức mạnh to lớn. Chia sẻ niềm vui và hạnh phúc. Hãy chia sẻ những điều tốt đẹp trong cuộc sống với những người khác. Sự chia sẻ không chỉ mang lại niềm vui cho bản thân, mà còn giúp lan tỏa yêu thương đến mọi người. Khi quý vị sống với niềm vui, người khác cũng sẽ cảm nhận được điều đó và trở nên hạnh phúc hơn. 6. Thực hành lòng yêu thương hàng ngày. Cuối cùng, hãy biến lòng yêu thương thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của quý vị. Thực hành lòng biết ơn. Hãy dành thời gian mỗi ngày để cảm ơn cuộc sống và những người xung quanh. Lòng biết ơn sẽ giúp quý vị nhận ra những điều tốt đẹp và làm cho tâm hồn trở nên nhẹ nhàng hơn. Hành động yêu thương. Hãy thực hiện ít nhất một hành động yêu thương mỗi ngày. Đó có thể là một lời khen, một cử chỉ nhỏ để giúp đỡ ai đó, hoặc đơn giản là lắng nghe ai đó khi họ cần. Những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này sẽ góp phần tạo nên một cuộc sống tươi đẹp hơn. Tóm lại, lòng yêu thương không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là một thực hành cụ thể có thể thay đổi cuộc sống của quý vị. Khi quý vị biết yêu thương bản thân, gia đình, bạn bè và cộng đồng, quý vị sẽ tạo ra một vòng tròn yêu thương rộng lớn, mang lại hạnh phúc và an lạc cho chính mình và mọi người xung quanh. Hãy để lòng yêu thương dẫn lối cho mọi hành động của quý vị, và quý vị sẽ thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết. Tử vi của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ nay đến Tết 2025 hứa hẹn mang đến nhiều thay đổi tích cực.
những tháng cuối năm sẽ không chỉ mở ra cánh cửa cho tài lộc dồi dào, mà còn là cơ hội để quý vị xây dựng một sự nghiệp vững chắc và tận hưởng hạnh phúc bên gia đình. Hãy luôn giữ tâm hồn thanh tịnh và thực hành lòng yêu thương cùng với lòng từ bi. Như lời Phật dạy, khi chúng ta gieo hạt giống yêu thương, chúng ta sẽ gặt hái được niềm vui và hạnh phúc từng hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Từ việc chăm sóc bản thân đến việc chia sẻ yêu thương với người khác sẽ tạo nên sức mạnh to lớn giúp quý vị vượt qua mọi thử thách trong bối cảnh cuộc sống luôn thay đổi. Hãy để những dự đoán tử vi là nguồn động lực giúp quý vị hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những cơ hội mới và không ngừng nỗ lực phát triển bản thân. Nếu quý vị thấy những thông tin này hữu ích, đừng quên like, share và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi để không bỏ lỡ những dự đoán tử vi thú vị trong các video tiếp theo. Chúng tôi luôn cập nhật và mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích nhất về tử vi, phong thủy và nhiều chủ đề thú vị khác. Chúc quý vị một mùa Tết an khang, thịnh vượng và hạnh phúc bên gia đình. Hãy cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ và lan tỏa yêu thương đến mọi người xung quanh. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.